Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong Thủy Lộc Tài, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Tân Mùi là những người thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích vấn đề rất nhạy bén. Người sinh năm Tân Mùi thường là người khéo léo trong giao tiếp ứng xử, vì vậy mà tuổi Mùi mệnh thổ được mọi người xung quanh yêu quý. Hơn nữa, họ luôn giúp đỡ những người có số phận bất hạnh bằng sự nhân hậu, tốt bụng của mình. Những người này mạnh mẽ, quyết liệt trong công việc, một khi đã đề ra mục tiêu thì sẽ cố gắng chinh phục bằng được. Tuổi Tân Mùi thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, mọi lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Bước sang năm 2021 Tân Sửu, mọi phương diện cuộc sống của tuổi Tân Mùi đều xấu do phạm phải xung thái tuế. Vừa thoát khỏi hại thái tuế trong năm 2020 và dịch bệnh, thì sang năm 2021 lại tiếp tục gặp thái tuế, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Trong năm, vừa gặp phải hung tinh, lại có tiểu nhân quấy phá, đã khó khăn lại càng khó khăn chồng chất. Vậy, trong năm 2021, vận trình của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Tân Mùi liệu có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải khó khăn hay trắc trở nào hay không? Và sức khỏe, tình duyên sẽ có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đón xem vận trình của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trước khi đi vào tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Mùi trong năm 2021, thì chúng ta sẽ cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 là năm Tân Sửu, tuổi Mùi phạm thái tuế, sự nghiệp, tài vận và tình cảm, sức khỏe, mọi thứ đều không phát triển. Bước vào năm 2021, người tuổi Mùi sinh năm 1991 đã 30 tuổi, chịu vận xung thái tuế nên có nhiều chuyện không thuận lợi. Hãy thận trọng trong mọi việc. Năm nay, tình cảm của bạn cũng không được tốt cho lắm, thậm chí bạn có thể bị bạn bè lợi dụng hoặc làm những việc gây tổn thương đến bản thân mình. Để mọi việc viên mãn, hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế. Kim bài thái tuế sẽ mang lại bình an và may mắn cho gia chủ trong năm 2021. Thứ nhất là về mặt sự nghiệp. Tử vi tuổi Tân Mùi năm 2021 nam mạng gặp vận hạn. Vì một số chuyện nhỏ mà bạn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với đồng nghiệp hoặc với sếp. Ngay cả khi bạn đã cẩn thận và nghiêm túc trong công việc, vẫn sẽ tồn tại những sai lầm rõ ràng ở một số chỗ, vậy nên không nên làm sai bởi sẽ mang lại thiệt hại lớn về kinh tế cho cá nhân và công ty. Nhờ điều chỉnh tâm lý làm việc, vững vàng tiến bước và không được lăn tăn. Khi thực hiện công việc, đừng quá mù quáng theo đuổi tốc độ mà hãy làm việc chăm chỉ, đảm bảo rằng mọi việc sẽ được hoàn thành một cách xuất sắc. Còn đối với nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, trong năm 2021 sẽ mắc phải một số sai lầm thường xuyên trong công việc. Trên thực tế thì hoàn toàn có thể tránh được những sai lầm này, phần lớn là do bất cẩn mà gây ra. Tuy không gây ra hậu quả nghiêm trọng nhưng sẽ bị mất chức hoặc bị giảm lương. Trong năm nay, vì một chút tò mò, cô gái tuổi Mùi có thể bàn tán chuyện đúng sai của đồng nghiệp sau lưng, điều này sẽ gây ra một số hiểu lầm, sau đó được truyền tới tai đối phương, dẫn đến mối quan hệ đồng nghiệp tan vỡ và gây ra xung đột không đáng có. Trong năm 2021, nữ tuổi Tân Mùi 1991 phải nghiêm túc trong công việc, không được phép cầu thả, làm việc riêng, lo việc của người khác để tránh xung đột với đồng nghiệp. Hai năm phạm phải thái tuế liên tiếp khiến sự nghiệp của tuổi Tân Mùi đi xuống tuột dốc không phanh. Bản mệnh nên sửa đổi lại tính cách của mình, đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao, hãy nhún nhường để phát triển. Ngoài ra, để có thể hóa giải thái tuế thì tuổi Tân Mùi hãy đeo thêm pháp khí bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày cũng sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Tân Mùi. Thứ hai là về mặt tài lộc. Đối với những bạn nam tuổi Mùi tự khởi nghiệp trong năm nay, không những không thu được lợi nhuận khủng mà thậm chí còn hết vốn, dẫn đến thua lỗ lớn.
Ngay cả với những nhân viên văn phòng bình thường, mức lương cũng sẽ giảm ở mức độ nhất định so với những năm trước. Những người đàn ông tuổi Mùi nên tìm cách mở rộng các nguồn thu nhập của bản thân và điều hành các công việc kinh doanh bên lề ở tư nhân. Ngoài ra, trong những năm thất sát, khả năng hao tài tốn của vẫn khá cao, đi ra ngoài cần phải cẩn thận đồ đạc cá nhân, không nên tin vào những chuyện tốt đẹp trên trời, nếu không sẽ tự chuốc lấy phiền phức không đáng có. Tình hình tài lộc của nữ tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 cũng không mấy ổn định do bước vào năm 2021 gặp hung tinh. Vì sai sót trong công việc có thể phải đền bù nhiều, thu nhập cũng bị ảnh hưởng ở mức độ đáng kể, tiền thưởng cuối năm giảm đi nhiều. Thêm vào đó, trong năm 2021, mọi chi phí sinh hoạt của cô gái tuổi Mùi tiếp tục tăng cao, những người lớn tuổi trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đi khám bệnh, uống thuốc cũng tốn kém, con cái lại đăng ký học lớp thêm cũng là một khoản chi phí lớn. Một số cô gái tuổi Mùi có thể kiếm được công việc làm thêm để phụ giúp gia đình, tuy nhiên vận trình cũng không khả quan, không tìm được nguồn thu nhập phù hợp mà còn rất dễ bị lừa gạt, mất rất nhiều tiền. Công việc đầu tư và kinh doanh không ổn định do phạm phải thái tuế, cộng thêm tiền tài hao hụt do dịch bệnh. Mọi thứ về tiền bạc đều dần đi xuống, thậm chí còn dần mất trắng, tán ra bại sản. Để có thể kích tài lộc và tăng may mắn thì tuổi Tân Mùi hãy mang theo bên mình bát bảo tâm kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ tăng phúc, cải mệnh và tăng cường vận khí cho bản mệnh, đồng thời chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Thứ ba là về mặt tình cảm. Ở phương diện tình cảm, nam tuổi Tân Mùi sẽ gặp nhiều rắc rối. Đối với những chàng trai độc thân, những người thân trong gia đình, nhất là cha mẹ của bạn, có thể ngày nào cũng sẽ bàn tán chuyện tìm bạn đời. Nếu không vội vàng thì phải nói rõ ngay với cha mẹ, nếu không rất dễ gây mâu thuẫn, tranh chấp trong gia đình. Còn đối với những bạn đã lập gia đình, do tài chính gia đình khó khăn nên cả nhà sẽ rơi vào cảnh không có tiền tiêu, mâu thuẫn vợ chồng ngày một gia tăng. Cách trực tiếp nhất để giải quyết vấn đề này là thúc đẩy sự hòa hợp, tìm kiếm nhiều nguồn thu nhập hơn từ bên ngoài. Những cô gái sinh năm Tân Mùi 1991 sẽ gặp nhiều thăng trầm hơn trong chuyện tình cảm trong năm 2021. Nữ tuổi Mùi độc thân sống nội tâm, không giỏi bày tỏ, dù gặp được chàng trai mình thích nhưng lại nhớ nhung vì không chủ động, nhìn chàng trai này cặp kè với những cô gái khác mà chán nản, tủi thân. Mối quan hệ giữa cô gái tuổi Mùi và chồng của cô ấy rõ ràng đã trở nên lạnh nhạt hơn rất nhiều trong năm nay. Hai người ít giao tiếp ở nhà, họ bận rộn với nhau, thiếu giao tiếp và thủ đề. Nếu bạn đã ở trong tình trạng này lâu dài, rất có thể sẽ bị chia rẽ bởi người thứ ba. Nữ Tân Mùi sinh năm 1991 nên nỗ lực hơn trong việc giải quyết vấn đề, triệt để mối quan hệ trong năm 2021, quan tâm đến người bạn đời của mình nhiều hơn và chủ động tỏ tình nếu gặp được chàng trai mà mình thích, kẻo sẽ xảy ra điều đáng tiếc. Có thể thấy trong năm 2021, về mặt tình cảm của bạn mệnh không có bước tiến lớn, xảy ra nhiều mâu thuẫn, dù bạn là người độc thân hay đã có gia đình. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bạn mệnh hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Đồng thời, vòng tay còn giúp hóa giải mâu thuẫn, giúp tình cảm vợ chồng đôi lứa ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Mong rằng trong năm 2021, bản mệnh sẽ sớm thoát được kiếp độc thân, tìm được nửa kia ưng ý của mình. Thứ ba là về mặt sức khỏe. Năm 2021, về sức khỏe, nam tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 bị sao thất sát chiếu mệnh, sức đề kháng và khả năng miễn dịch sẽ trở nên rất kém. Nếu bị ngoại cảnh tác động nhẹ, sẽ sinh bệnh. Nếu cảm thấy thật sự không khỏe thì nên đến bệnh viện điều trị. Đồng thời, bạn cần phải cẩn thận với chế độ ăn uống, không nên ăn những thức ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt là thú rừng, thức ăn độc hại như nấm rừng hay cá nóc, nếu không có thể gây ngộ độc. Bên cạnh đó, nam tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, dù bận rộn và không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi giải trí, nhưng vẫn nên thường xuyên vận động, tập thể dục thể thao. Đặc biệt, bạn cần lưu ý trong năm, bạn sẽ thường xuyên gặp tai nạn và dễ bị thương tích như tai nạn giao thông, vô tình bị người va quệt. Khi đang ăn uống thì khả năng xảy ra những tai nạn này là rất cao. Còn đối với sức khỏe của những nữ mệnh, những cô gái sinh năm 1991 phải giữ thái độ tốt, quan tâm nhiều hơn đến cuộc sống hàng ngày, cảnh giác cao độ nhưng đừng để áp lực tâm lý quá nặng, chỉ cần bảo vệ bản thân ở bên ngoài thì không cần áp đặt bản thân. Đừng để bản thân mình gặp căng thẳng quá độ, dẫn đến các vấn đề gây trở ngại về tâm lý. Trong năm, bản mệnh nên chú ý đến chế độ ăn uống, tập thể dục nhiều hơn và cố gắng chăm sóc bản thân hơn nữa. Đừng có quá chủ quan bởi những vận hạn sẽ ập đến vào những lúc bạn không ngờ tới.
Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên con giáp này hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi. Năng lực tam hợp khí sẽ giúp bạn đả thông năng lượng, ngưng tụ thiên địa nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về phong thủy, tử vi và tâm linh. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận được những thông báo mới nhất tới từ kênh Phong Thủy Lộc Tài và không bỏ lỡ bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.